đến nhà biệt ly Jerusalem, vừa lớn lao lâu dài trên suốt cả dòng lịch sử và địa dư thế giới, chúng con xin được cùng mẹ tôn vinh Chúa, lạy mẹ sầu bi mang đen. Xin nơi đây trước tượng mẹ, chúng con đưa Chúa xuống đây, phải tiếp tục con đường thập giá vinh quang. Vì thế xin mẹ cầu bầu cùng Chúa cho chúng con cũng được đầy tràn Chúa Thánh Thần, để như mẹ và nhờ mẹ chúng con xin được có tin mừng bình an như lời Chúa truyền. Chúng con xin được cùng mẹ tôn vinh Chúa. Amen. Con kính chào tất cả cộng đoàn quý khách hành hương. Thay mặt cho trung tâm hành hương Đức Mẹ Mang Đen, chúng con kính chào tất cả quý khách. Chúng ta cùng chào nhau trong ngày Chủ nhật hôm nay một tràng pháo tay. Kính thưa quý khách hành hương, để trước khi đi vào thánh lễ, con có một chút nhắc nhở như sau. Thứ nhất là trong khi diễn ra thánh lễ, tất cả quý khách hành hương kiên nhẫn chờ đợi, không nên viếng mẹ tại linh đài và chờ mọi tất cả nghi thức kết thúc xong rồi mọi người hẳn lên trên Đức Mẹ xin ơn. Thứ hai, để thánh lễ diễn ra suốt sáng, xin mọi người ai có điện thoại chúng ta tắt điện thoại hoặc để điện thoại ở chế độ rung. Thứ ba, sau khi cha ban phép lành cuối lễ thì chúng ta hướng và di chuyển trước Đức Mẹ đọc một kinh lời cha, 10 kinh kính mừng, 1 kinh sáng danh, rồi hát một bài kính về Đức Mẹ. Sau đó ai có nhu cầu làm phép nước, làm phép ảnh tượng tràng chuối thì chúng ta dơ lên hoặc là để trên bàn thì cha sẽ cử hành nghi thức làm phép cho mọi người. Sau đó xin hai cha thay Đức Mẹ chúc lành cho quý ông bà và các khách hành hương thêm một lần nữa. Con xin chân thành cảm ơn. Mời cộng đoàn chúng ta ngồi. Mời cộng đoàn nghe lịch phụng vụ trong tuần. Hôm nay 30 Chủ nhật thứ 13 thường niên Thánh Vịnh tuần 1, không cử hành lễ các thánh tử đạo tiên khởi của giáo đoàn Roma. Giáo huấn số 31, thực trạng của gia đình. Từ khá lâu rồi chúng ta vẫn cứ tin rằng chỉ cần nhấn mạnh những vấn đề đạo lý, đạo đức sinh học và luân lý mà không cần khuyến khích người ta mở lòng ra với ân sủng, cũng là điều đã nâng đỡ các gia đình, củng cố mối dây liên kết vợ chồng và mang lại cho cuộc sống chung của họ một ý nghĩa. Chúng ta đã gặp khó khăn khi trình bày hôn nhân như một hành trình năng động của phát triển và thực hiện hơn là một gánh nặng phải chịu đựng suốt cả cuộc đời. Chúng ta cũng cảm thấy khó khăn khi muốn dành chỗ cho lương tâm của các tín hữu, là những người bất thường đáp lại lời mời gọi của tin mừng cách tốt nhất ngay giữa những giới hạn của họ. Và họ cũng có khả năng phân định cá nhân tốt trước những tình huống khi mọi kế hoạch bị đổ vỡ. Chúng ta được mời gọi để đào tạo các lương tâm chứ không thay thế các lương tâm. Trích tông huấn niềm vui của tình yêu của Đức Giáo Hoàng Francisco số 37. Tháng 7, 2019, Thánh André Nguyễn Kim Thông ý cầu nguyện cầu cho các linh mục đang làm việc mục vụ. Xin cho các linh mục đang mệt mỏi và cô đơn trong công việc mục vụ của các ngài được tình thân mật của Chúa và tình huynh đệ của anh em linh mục nâng đỡ và an ủi. Mùng 1 thứ 2, mùng 2 thứ 3, mùng 3 thứ 4 Thánh Tô-ma tông đồ lễ kính, mùng 4 thứ 5 đầu tháng Thánh nữ Elizabeth Bồ Đào Nha, mùng 5 thứ 6 đầu tháng Thánh Anton Maria Gia Caria linh mục, mùng 6 thứ 7 đầu tháng Thánh Maria Goretti trinh nữ tử đạo, mùng 7 Chủ nhật thứ 14 thường niên Thánh Vịnh tuần 2. Tất cả quý ông bà và anh chị em, chúng ta muốn tham dự thánh lễ, xin chúng ta từ bên ngoài chúng ta di chuyển tiếp vào trong đây. Nếu ai là người công giáo,
chúng ta tham dự thánh lễ, chúng ta di chuyển vào hết ba hàng ghế ở trong này. Và trong quá trình chúng ta tham dự thánh lễ, xin không lên tiếng Đức Mẹ. Cho chúng ta giờ này đây có mặt và hiện diện với Đức Mẹ. Chúng ta cùng xin với Đức Mẹ dâng thánh lễ tạ ơn này với chúng ta. Cảm ơn Cha Phụ Tá đã cho phép con dâng thánh lễ hôm nay. Cũng là kỷ niệm 11 năm 2 ngày được làm linh mục. Cũng lâu lắm rồi, ngày Chủ Nhật không có làm lễ bằng tiếng Kinh. Chủ Nhật vừa rồi làm lễ tiếng Sarai, làm lễ xong ướt cả mồ hôi bởi vì đọc là cũng chưa hiểu, chắc là chưa hiểu. Hôm nay ngày Chủ Nhật được làm lễ tiếng Kinh thì hy vọng mỗi người chúng ta hiểu được tiếng Kinh của nhau và chúng ta cầu nguyện cho nhau, dù chúng ta là người Kinh, chúng ta là người Bana, chúng ta là người Sarai, chúng ta là người Ede, bất cứ là người nào đi chăng nữa cũng là con cái của Chúa và con cái của Mẹ. Cùng với tất cả tâm tình của chúng ta, đặc biệt những con cái từ xa đến hành hương, giờ này đêm trong thánh lễ này, chúng ta đặt mình trước mặt Chúa và nhờ lời chuyển cầu của Mẹ, chúng ta xin Mẹ chuyển cầu cho chúng ta những ơn lành cần thiết trong cuộc sống, đặc biệt là ơn đức tin, và đặc biệt hơn nữa đó là sự từ bỏ như trang tin mừng ngày hôm nay Chúa mời gọi. Để lời cầu nguyện của chúng ta, lời cầu nguyện của tất cả những anh chị em gửi gắm chúng ta lên với Mẹ Măng Đen, được đẹp lòng Chúa và Mẹ. Chúng ta cùng xin Chúa tha thứ cho chúng ta vì những tội lỗi, những yếu đuối của phần người chúng ta. Tôi thừa nhận Chúa toàn năng thương xót hai tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Thank you.
trần gian, xin nhân lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự về thiếu đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã giữ lòng thương nhận chúng con làm nghiệp tử, để chúng con trở thành con cái ánh sáng. Xin đừng để chúng con sa vào cảm tối tăm lầm lạc, nhưng gìn giữ chúng con luôn rạng ngời ánh sáng chân lý của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trì cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời. Bài trích xuất các vua quyển thứ nhất. Ngày ấy, Đức Chúa phán với ngôn sứ Elia: Ngươi sẽ sức dầu tấn phong Elisa con Sa-phát làm ngôn sứ thay cho ngươi. Ông Elia ra đi và gặp ông Elisa là con ông Sa-phát đang cày ruộng. Trước mặt ông Elisa có 12 cặp bò, chính ông thì đi theo cặp thứ 12. Ông Elia đang đi ngang qua, ném tấm áo choàng của mình lên người ông Elisa. Ông này liền để bò lại, chạy theo ông Elia và nói: Xin cho con về hôn cha mẹ để từ giã, rồi con sẽ ra đi theo ông. Ông Elia mà về. Ông Elia trả lời: Cứ về đi, thầy có làm gì ăn đâu. Ông Elisa bỏ ông Elia mà về, bắt cặp bò giết làm lễ tế, lấy cày làm củi nấu thịt đãi người nhà. Rồi ông đứng dậy, đi theo ông Elia và phụng vụ ông. Đó là lời Chúa. Xin Ngài ban toàn thân con, linh hồn.
chúc thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Galat. Thưa anh em, chính để chúng ta được tự do và Đức Kitô đã giải thoát chúng ta. Vậy anh em hãy đứng vững, đừng mang lấy ách nô lệ một lần nữa. Quả thế, thưa anh em đã được gọi để hưởng tự do. Có điều là đừng lợi dụng tự do để sống theo tính xác thịt, nhưng hãy lấy đức mến mà phục vụ lẫn nhau. Vì tất cả lề luật nên được chọn trong điều răn thứ nhất này là: người phải yêu người thân cận như chính mình. Nhưng nếu anh em cắn xé nhau thì hãy coi chừng, anh em tiêu diệt lẫn nhau đấy. Tôi xin nói với anh em là hãy sống theo thần khí, và như vậy anh em sẽ không còn thỏa mãn đam mê của tính xác thịt nữa. Vì tính xác thịt thì ước muốn những điều trái ngược với thần khí, còn thần khí lại ước muốn những điều trái ngược với tính xác thịt. Đôi bên kịch địch nhau, khiến anh em không làm được điều anh em muốn. Nếu anh em để cho thần khí hướng dẫn, thì anh em không còn nô lệ thuộc về luật nữa. Đó là lời Chúa. Hallelujah, 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 hallelujah. Lạy Chúa, vui xin Ngài ban dạy, tôi tớ Ngài đang lắng tai để ý. Chúa mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Hallelujah, 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 hallelujah. Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi đã tới ngày Đức Giêsu được rước lên trời, người nhất quyết đi lên Jerusalem. Người sai mấy sứ giả đi trước, họ lên đường và vào một làng người Samari để chuẩn bị cho người đến. Nhưng dân làng không đón tiếp người, vì người đang đi về hướng Jerusalem. Thấy thế, hai môn đệ người là ông Giacôbê và ông Gioan nói rằng: Thưa thầy, thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng nó không? Nhưng Đức Giêsu quay lại của mắng các ông, rồi thầy trò đi sang làng khác. Đang khi thầy trò đi đường thì có kẻ thưa người rằng: Thưa thầy, thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo. Người trả lời: Con chồn có hang, chim trời có tổ, con người không có chỗ tựa đầu. Đức Giêsu nói với một người khác: Anh hãy theo tôi. Người ấy thưa: Thưa thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã. Đức Giêsu bảo: Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết, còn anh hãy đi loan báo triều đài Thiên Chúa. Một người khác nữa lại nói: Thưa thầy, tôi xin đi theo thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình tôi trước đã. Đức Giêsu bảo: Ai đã cha tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau thì không thích hợp với nước Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Như lần nào lên đây giảng cũng bị người ta ngồi dưới người ta cười, không biết mặt mình có bị vô duyên hay là có dính lọn ngạ hay không, chắc cũng nhìn hơi xấu xấu.
Kính thưa cha, kính thưa cộng đoàn, sáng hôm nay con lên với mẹ mang đen thì hình như là mang mát một nỗi buồn. Bởi vì đúng 6 tháng 21 ngày con ở đây với mẹ, cha anh bảo tí xíu tới dân lễ 6 giờ, cộng dân lễ 10 giờ. Thế là đi quay phim, ông anh chạy ra cái lán ngoài kia chuẩn bị ăn mì gói thì chị gọi là ông cố vừa về với Chúa lúc 6:30. Thằng bé hết hồn và ba chân bốn cẳng chạy về lo tang lễ cho ông cố thôi. Hồi nãy cái ông kia ông nhắc cũng chào, tưởng ông công an nào hỏi mình với ai về đó, cha không nhớ con là ban hành giáo đây. Bữa cha lên đây cha chuẩn bị dân lễ ông cố mất mà cha chạy về liền mà, được. Rõ ràng rằng mỗi người chúng ta dù đi tu hay lập gia đình cũng có nguồn cội, cũng có cha, có mẹ. Và rồi làm sao mà mình bỏ cha mẹ mình được? Ngày hôm nay mình lại bắt gặp một cái lời thách thức quá lớn. Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết. Xem ra nó nghiệt ngã, nhưng nó rất đúng trong cuộc đời, đặc biệt người Kitô hữu của chúng ta. Hồi nãy giờ cũng bị bắt cóc, mới lên chào cha, phụ tá, cha bảo tí cha làm hết nhé. Toàn là chơi phút cuối không à. Hôm nay thú thật là con sạc bài giảng, tại con biết thế nào lên đây đồng tế và lên đi ké mà. Thế là cha lại bắt thằng khù khờ này chia sẻ. Thì biết nói gì? Nãy giờ con ngồi con ngẫm nghĩ rằng là rõ ràng rằng đòi hỏi của Chúa Giêsu hơi khắc nghiệt. Ai cha tay cầm cày mà ngoái lại đằng sau thì không đáng là môn đệ của thầy. Mình nghe mình xem ra con nói thật, con đọc bài tin mừng này con giật, con muốn đóng sách lại, con muốn nói gì đó hết. Sư phụ, cho em kiếm chút cháo đi sư phụ, cho em kiếm chút quyền lực, cho em kiếm chút tiền, cho em kiếm chút danh vọng chứ. Bảo em đi theo sư phụ mà bảo bỏ hết mọi sự em theo được. Nhưng mà suy nghĩ cho bằng cùng, điều mà sư phụ mời mình rất là chuẩn xác. Bởi vì sao? Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Trên hai vai ta đôi vần nhật nguyệt, giỏi suốt trong năm một cõi đi về. Con chim ở đầu cành tre, con cá ở trọ trong khe suối nguồn, tôi nay ở trọ trần gian. Mặc giỏi chăng là được 80 mà phần lớn chỉ là gian lao khốn khổ. Cuộc đời thấm thoát chúng con đã quất rồi. Lạy Chúa xin dạy chúng con đêm tháng ngày mình sống, để ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan. Ấy vậy mà có nhiều người khôn lắm, tưởng mình lột da sống đời, tưởng là mình nằm xuống mình mang theo được cái gì đó, nhưng mà cuối cùng không mang theo được cái gì hết. Không khéo là mình bị mất cả chì lẫn chài. Nhiều cha gặp con hỏi tên con ra, các cha tưởng con năm nay cũng gần đất xa trời rồi, tưởng chắc cũng phải ngoài 60 hay 70. Bởi vì sao? Trong tất cả bài viết của con ở trên mạng, hoặc là những tâm tư con chia sẻ, hay là những bài giảng của con hay nghĩ về cái chết. Rõ ràng nhìn mặt cũng sáng sủa lắm không? Mà lúc nào suy nghĩ về cái chết là chắc mặt nó cũng khờ khờ. Nói vậy chứ sợ chết lắm, xấu xấu chứ được nhiều người thương lắm, chết rồi để lại mấy người đó ai thương. Nhưng mà cuối cùng cuộc đời của mình cụ đích vẫn là cái chết. Ai trong đây bảo lột da sống đời được, giơ tay lên. Đi chữa lành, đi cầu bệnh rồi tùng lúc tà la hết á, uống thuốc rồi đi kiếm chỗ này chỗ kia để xin ơn, chạy lên đi đích mẹ mang đen cho con hết bệnh rồi cũng chết. Chạy đi ra chỗ này chỗ kia xin ơn, hóa ra biến mẹ thành ra thần tài. Tại sao mình không xin ơn đức tin để cho ngày cuối cùng mình có một chỗ trong cung lòng của Chúa và mẹ? Ngày xưa bên mẹ Maria đâu có xin được giàu có, mẹ Maria đâu có xin được sống đời đâu. Con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh, nói là thương mẹ lắm mà thương cái mồm. Đi tới toàn là xin không ạ. Xin không được là xỏ, xin đức mẹ mang đen không được là chạy về tà bao, xì xà xì sụp làm gì, xin cái lợi cho vật chất không à. Lời của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi trong bài đọc mà chúng ta vừa nghe đó, anh
anh em đừng có sống theo kiểu xác thịt, mà hãy để cho thần khí điều khiển anh em. Và mỗi người chúng ta đặt mình trước mặt Chúa là mình đang để cho thần khí hướng dẫn mình hay là xác thịt? Xác thịt thì xin kỳ này cho em mở tiền trả nợ hai đứa mẹ. Tại vì con tham quá, con đi mua đất mà nó bị lỗ, thế là hết tiền. Con tham quá, con chơi chứng khoán, con hết tiền. Chúa và mẹ đâu để ai đói đâu, mà tại vì tham. Tham thì thấm. Ngày hôm nay đâu ai chết vì đói đâu, chết vì tham. Bao nhiêu cũng không đủ hết á. Làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm. Đi lễ còn phải ngồi xa xa kìa, ngồi gần gần mắt công ấm gần Chúa gần mẹ. Đi lễ phải ôm cái điện thoại ngồi trượt Facebook. Nên mình đến với Chúa mà lòng mình để đâu đâu, mình chơi hai hàng. Cuối cùng cuộc đời mình nó vất vả, gia đình mình con cái nó cũng chẳng ra gì, học thì cũng chẳng ra chi, mà giữ đạo cũng chẳng được gì. Thế là kẹt thấy, mẹ ơi gia đình con khổ quá. Mẹ nói mày xạo xạo dừa dừa chừa chỗ cho tao xạo chứ. Đời sống đức tin của mình thì mình không vun đắp. Đời sống đức tin của mình thì mình không nuôi dưỡng. Vậy mà cứ tới chấp với mẹ, Chúa với mẹ thôi. Nhiều khi thấy làm đức mẹ làm Chúa cũng tội nghiệp. Suốt ngày tới nó than không à. Mới lễ một tiếng đồng hồ mà dài quá, đi cha hôm nay xui gặp cha già, nó dài, nó dở. Thường thường là ngồi hát karaoke 3 tiếng đồng hồ sao lẹ quá. Coi phim Hồng Kông là 3 tập ngồi không muốn nhích lên. Đi nhậu ngồi 4 tiếng đồng hồ đi về không muốn nhanh quá. Đi lễ mà nghe lời Chúa chút xíu là ôi giời ông cha nó dài quá cha ơi. Tại sao mình không lấy lời Chúa để cho lời Chúa hướng dẫn đời mình? Sao không để cho thần khí hướng dẫn đời mình? Mà mình cứ để cho cái xác thịt của mình nó điều khiển mình. Nay xin cái này, nay xin cái kia, xin không được, bắt đầu giận Chúa với mẹ. Hôm lần trước lên đây con có chia sẻ đó. Đi thăm một gia đình kia, tới trời nắng chang chang, hỏi tại sao gia đình để ông Thánh Giuse ngoài sân vậy. Nay chia sẻ lại, hỏi gia đình sao để ông Thánh Giuse ngoài sân vậy. Dạ thưa chắc con xin hoài mà ổng không cho. Bây giờ đem ra nắng phạt cho bỏ ghét, khi nào cho đem vô. Ồ, mình cười nhưng mà không khéo, mình cũng là những con người đó đó. Mình đến với Chúa và đến với mẹ là chỉ trục lợi cho bản thân mình thôi. Để rồi mình cứ ra tay vào cày mà mình cứ ngoái ngoái đằng sau. Đi tu mà cứ kiếm được miếng mớ, kiếm chút chức, kiếm chút quyền. Làm gì? Nằm xuống cũng buông xuôi hết hả? Nằm xuống hai bàn tay trắng. Kể cả cái điện thoại 11 mà nó chuẩn bị ra, mà chuẩn bị dòng tiền mua nó cũng để lại cho người khác xài. Kể cả cái iPad 3, iPad 4 gì mua cũng để cho người khác xài. Vậy mà cứ ghi ca, ghi cóp, tranh nhau từng chút một. Cha mẹ chưa chết là đã dành đất, dành thần rồi. Vậy mà cứ bảo là Chúa thế này thế kia. Mình cứ ngồi mình cứ ngoái đằng sau kiếm không à. Cuối cùng xuôi hai bàn tay trắng không được gì hết. Hồn cũng mất mà xác cũng mất. Sống vậy nó vất vả lắm. Mà hình như lời Chúa ngày hôm nay mời gọi chúng ta là đúng. Đi theo Chúa và chúng ta trao hết tất cả cuộc đời của chúng ta cho Chúa như mẹ Maria. Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa là đấng cứu độ tôi. Chứ mẹ không nói rằng là tôi vui mừng vì kỳ này Chúa cho tôi làm đại gia, Chúa cho tôi 3 mẫu đất ở gần Đức Mẹ Măng Đen, Chúa cho tôi 2 cái biệt thự ở Phú Mỹ Hưng. Có. Tại sao Đức Mẹ lại hân hoan vui mừng vì Đức Mẹ có đấng cứu độ trong cuộc đời, mà mình lại hân hoan kỳ này mình vô mắng được 20-30 ngàn đô, 4-5 cây vàng, mà đức tin của mình hình như không có và hình như xa với Chúa dần. Thì chính đời sống của mình phải trả giá trước mặt Chúa. Đừng bao giờ than trách con cái mình. Sống trước đổ đâu, sống sau đổ đó. Cha mẹ đi nhà thờ, đi lễ vọng thì con cái nó sẽ đi lễ ngồi gốc cây. Cha mẹ không bao giờ đọc kinh chung với nhau thì đừng mơ con cái nó ngồi nó cầu nguyện. Cha mẹ bỏ lễ chủ nhật thì con cái nó cũng bỏ theo thôi. Vậy mà nỡ lòng nào đi chửi con cái. Mình coi coi mình là cha là mẹ, mình có là mẫu gương cái đời sống đạo đức hay không. Nhớ bà Monica ha. Con bảo quậy, đánh chặt luôn. Mà bà đạo đức bà cầu nguyện. Ông cũng tin luôn biến đổi. Ngày hôm nay mình cứ lo ba cái chuyện trục giật thế gian không à. Lo ngồi đi lễ chứ bảo đảm cũng có người ngồi coi cho chút xíu hết lễ chạy nắm được cái gì. Mà lỡ mà tối nay Chúa gọi về xong luôn bắn đi luôn xùi hết. Tạ ơn Chúa sáng nào con cũng phải uống thuốc huyết áp đó.
Nhờ vậy mới nhớ rằng là sinh mạng của mình nằm trong tay của Chúa. Tất cả những gì của mình có là của Chúa, để mình đừng có kêu nhạo. Cứ tưởng ta đây là hay lắm. Hồi sáng trên xe con có đọc được một cái câu chuyện của hình ảnh của ông Trump với lại Mike Tyson. Cách đây 30 năm, hình ảnh của hai con người. Lúc đó là Mike Tyson giàu có, thuê ông Trump làm gì đó, nhớ. Nhưng mà đại khái tới bây giờ ông Trump là tổng thống của nước Mỹ, Mike Tyson thì tán gia bại sản. Để mà muốn nói cái hình ảnh đó, để nói rằng tất cả những gì chúng ta có đều là do ơn Chúa. Đừng bao giờ coi thường người khác, đừng bao giờ khinh thường người khác. Và nhớ dùng khi ra tay vào cày, đừng bao giờ ngoái lại đằng sau. Chỉ có nhắm một điều như Thánh Phaolô nói: tôi quên tất cả và tôi coi tất cả mọi sự là rơm rác, để cuối cùng đạt được cùng đích là Đức Kitô. Nói thì rất dễ nhưng sống không dễ tí nào đâu. Con nghĩ rằng nhờ chúng ta cố gắng cùng với ơn của thần khí và đặc biệt qua lời chuyển cầu của mẹ Maria Magdalene, chắc chắn chúng ta sẽ sống được điều đó. Và con xin gửi đến cộng đoàn ngày mỗi ngày mình hãy nhìn thấy cái ngày chết của mình dễ sống lắm. Còn ngày nào mà mình cũng nghĩ mình lột da sống đời, năm nay vô mắng nhiêu, ngày sau vô mắng nhiêu, mình mệt mỏi lắm. Càng tìm thì càng thiếu, mà càng tìm thì càng mất. Nghĩ tới một ngày nào đó mình sẽ đi ra nằm ở huyệt mộ, còn có ai nhớ đến không, lúc đó dễ sống lắm. Còn bây giờ lúc nào còn sức còn quyền vinh vang lắm. Xin lỗi, bây giờ đứng đây nổ nổ chứ vài chục năm nữa về hưu ngồi xe lăn ai tới mới là lạ. Đời tu nó vậy á, cứ tưởng rằng là giảng xong thế nào tí cũng khen à, nghe biết quen rồi. Vấn đề lớn là người nói cũng như người nghe có sống hay không, có cầu nguyện hay không để mình đạt được nước trời. Khen gì khen cuối cùng cũng nặng lỗ à. Mai mốt khi nào mà con nằm dưới huyệt mà ai tới cầu nguyện mà khen con lúc đó mới hay. Con giờ đang còn sống mà, nhiều khi khen không có đóng thuế, muốn khen thoải mái. Úi giời, cha giọng hay quá, một xíu hồi con nhớ gì cả. Cha nói gì hồi con, cha giọng hay quá mà không nhớ gì. Nhưng mà có cái câu chuyện này kết thúc bài giảng con chia sẻ. Cách đây 10 năm có một anh chàng đó nghe bài giảng của con vừa rồi gặp lại. Cha, con nhớ bài giảng của cha lắm á. Nói gì, em giảng lâu quá cũng không nhớ nữa. Thì ra là bữa đó con có giảng cái câu chuyện như thế này. Con ngồi bàn cơm, con nói với mấy cha: nếu mà được thì Chúa thương con sẽ chôn các cha, còn nếu không các cha chôn con thì nhớ đặt cho con cái hòm khoét hai cái lỗ hai bên. Hỏi làm gì? Để con thò tay ra lấy tiền phun điếu. Ông cha kia ông nói: mày không khoét luôn ở sau lưng mày, lấy hai cái chân mày kẹt luôn mở phong bì phun điếu cho nó chậm. Câu chuyện đó là câu chuyện ha, ý nghĩa ha, chứ không có cười đâu. Nằm xuống đâu có mang theo được cái gì đâu, mà cuối cùng cứ phải vung vén làm gì. Chuyện quan trọng là mình có một chỗ trong nước của Thiên Chúa, trong những chỗ ở của ông này hay không nè. Hơn thua nhau làm gì chi khổ vậy. Càng hơn thua thì càng mệt mỏi. Mà hình như ai đi theo Chúa thật thì người đó bình an lắm. Và Chúa vẫn để cho mỗi người chúng ta tự do lựa chọn. Một là đi tìm của thế gian, hai là đi tìm Đức Kitô. Không ai làm tôi hay chủ hết. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta tin xin Đức Kitô. Tôi tin tin một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng cao thượng trời nhân. Yeah.
tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin hội thánh duy nhất thánh thiền công giáo và tông truyền. Tôi tin rằng có một phép rửa để tha tội. Ôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống. Cha nhiều lòng thương xót, chúng ta cùng dâng lên Chúa những ước nguyện của chúng ta. Hội thánh có sứ mệnh củng cố đức tin cho người Kitô hữu trên toàn thế giới. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các vị mục tử luôn tìm mọi phương thế thích hợp để giúp các tín hữu sống trọn vẹn niềm tin của mình. Hiền lòng chúng ta dâng Chúa lời cầu xin. Xin Chúa ban cho chúng con ơn bình an, ơn đức tin và ơn can đảm từ bỏ tất cả mọi sự để theo Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy Chúa, Chúa dùng các bí tích để ban phát ơn cứu độ. Xin
cho cộng đoàn chúng con biết cử hành lễ tế thờ phượng này với tinh thần phục vụ của Đức Kitô, người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên, chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta, là chính đáng. Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Trong Chúa, chúng con được hiện hữu, được sống và hoạt động. Và khi được tạo dựng với thân xác này, hàng ngày chúng con không những cảm nghiệm được hiệu quả của lòng Chúa xót thương, mà còn được bảo đảm hưởng sự sống muôn đời. Vì khi chúng con nhận lãnh ơn Chúa Thánh Thần như ân huệ khởi đầu, nhờ người Chúa đã làm cho Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, chúng con hy vọng được muôn đời hưởng mầu nhiệm vượt qua. Bởi vậy, trong khi cử hành lễ hân hoan này cùng với toàn thể các thiên thần, chúng con ca ngợi tôn hô Chúa rằng: đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con đoan chiều Chúa chịu chết và tiên dâng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã ban cho chúng con được xứng đáng hầu cận Chúa tôn nhân và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết là xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiến toàn hội thánh trong đức men cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám mục Aloisio chúng con cùng toàn thể hàng giáo xin. Lạy Chúa, chúng con xin dâng lên Chúa linh hồn Anton, Pedro, Teresa, Paulo, Giuse, Maria là những người con mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Nguyện xin Chúa thương ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Chúng con cũng xin dâng lên Chúa tất cả những nguyện của những người xin lễ trong ngày hôm nay, cũng như những người xin khấn để cầu bình an cho gia đình. Cầu xin cho được lòng yêu mến Chúa, trung thành với Chúa, cho những người tội lỗi được ăn năn trở lại, cho gia đình mọi người được mạnh khỏe, hạnh phúc, an vui, và cho con cái ngoan ngoãn học giỏi và hết lòng yêu mến Chúa.
xin Chúa cũng thương giúp cho mỗi người chúng con có đủ sự khôn ngoan, đủ sức mạnh và lòng tin để chúng con giải quyết những vấn đề khó khăn trong gia đình, để mỗi người chúng con biết ngồi lại với nhau, cùng yêu thương nhau và nâng đỡ nhau trong cuộc sống của gia đình. Nguyện xin Chúa cũng thương ban bình an cho tất cả mỗi người chúng con đang hiện diện nơi đây. Xin Chúa cũng trả công bội hậu cho các vị ân nhân, những ý đỡ cho công trình xây dựng của chúng con. Xin Chúa cùng dâng lên anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã đi trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được vào hương ánh sáng tôn nhang Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Cả Giuse, bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang được quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dâng nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, được Cha chỉ đến, khi Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin bái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô. Đến cứu độ chúng con. Vì thương quyền, vì lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trì muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Về việc rước lễ, đây là nghi thức chỉ dành riêng cho người Công giáo. Những ai không phải là Công giáo xin không lên rước lễ. Xin chân thành cảm ơn.